Các em học sinh thân mến, hôm nay cô chữa một cái đề kiểm tra số 1, thời gian là 20 phút. Câu 1 phần trắc nghiệm, hãy chọn câu trả lời đúng. Câu 1, khối lượng nguyên tử bằng. Chúng ta biết là nguyên tử thì có các hạt proton, neutron và electron. Vậy A, tổng khối lượng các hạt proton, neutron, electron, câu này đúng. Trước hết là chúng ta khoanh câu này đã. Đó, khoanh câu này. Câu 2. Nhớ là khoanh cho tròn. Tổng khối lượng các hạt proton, neutron trong hạt nhân, câu này sai rồi. Câu C. Tổng các hạt mang điện là proton và electron. D. Tổng khối lượng electron và neutron. Như vậy chúng ta chọn đáp án A các em nhé. Câu 2. Nguyên tố Ca canxium có ký hiệu như sau. Chúng ta phải học thuộc thôi, không còn cách nào khác. Đó là ký hiệu là C in hoa và A in thường. Câu 3, các nguyên tử có của cùng một nguyên tố hóa học có cùng thành phần nào? Tất nhiên học thuộc rồi là chúng ta nhớ nó là thành phần số hạt proton. Đúng nào? Câu 4, các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của khối lượng, số proton, tỷ trọng, số neutron. Chúng ta biết là nó sắp xếp theo số thứ tự, phải không? Theo số thứ tự này, theo bảng tuần hoàn của Mendeleev rất là đặc biệt, là sắp xếp theo số thứ tự. Mà số thứ tự chính là số hiệu nguyên tử và nó có số lượng bằng số hạt proton và cũng bằng số lượng hạt electron, nhưng mà trong đây nó không có cái hạt electron nên chúng ta chọn đáp án là số proton. Câu 5, nguyên tố phi kim không có thuộc trong nhóm nào sau đây? Thì các em biết là phi kim nằm trong nhóm 1A và các nhóm A còn lại trừ nhóm 2A, đúng không nào? Học thuộc thì chúng ta thấy nó chính là đáp án C. Câu 6, hiện nay có bao nhiêu chu kỳ ở trong bảng tuần hoàn? Chúng ta biết là có 7 chu kỳ và có 8 nhóm. Đấy, như vậy là việc mà chúng ta nhớ và học thuộc là vô cùng quan trọng các em nhé. 7 chu kỳ và 8 nhóm. Câu 7, muối ăn sodium chlorine được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là Na sodium và Cl là chlorine. Vậy công thức hóa học của muối ăn thì chúng ta học rồi, chỉ có cách là chúng ta nhớ và học thuộc thôi. Nó có 1N và 1A. Có 1N và 1A các em nhé. Thì đây chính là NaCl. Câu 8, cho biết thành phần các nguyên tố hóa học có ở trong NO là nguyên tố hóa học là N, ở trong công thức hóa học là NO thì tất nhiên là nó sẽ có thành phần là N và có Ô. Vậy chúng ta chọn đáp án đúng, đó là đáp án A. Câu 9, đơn chất là những chất được cấu tạo nên bởi một nguyên tố theo đúng khái niệm, đúng không? Theo đúng khái niệm thì nó được cấu tạo bởi một nguyên tố, vậy chúng ta chọn đáp án D. Câu 10, trong các chất sau đây, chất nào gồm toàn đơn chất? Đơn chất là có một thôi ạ. Đây là hai đơn chất này, đây là hợp chất là có 3 nguyên tố này, 2 nguyên tố này, 1 này, B có 1, 2, MG chúng ta đừng nhầm nhé, đây nó chính là ký hiệu của một nguyên tố hóa học, K, S, C, N, vậy đây chính là câu trả lời. Sang phần này là Fe là tên của một nguyên tố này, NO2 là một khí có hai chất này, hai nguyên tố này, N và O, H2O có hai nguyên tố là H và O này. KCl hai nguyên tố là K và Cl này. D cũng có CNO3 hai lần, tức là có ba nguyên tố này. KCl hai nguyên tố này, HCl hai nguyên tố, như vậy các chất mà gồm toàn đơn chất thôi thì có B, đáp án B. Phần tự luận chúng ta đi xem câu hỏi 1. Trình bày được mô hình nguyên tử của Rutherford Bohr. Ở đây chúng ta nhớ cho cô là nó có hai nội dung. Thứ nhất là nội dung của Rutherford. Đó là trong nguyên tử các electron được sắp xếp thành từng lớp và chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo
tương tự như các hành tinh quay quanh mặt trời. Đây là theo ông Rutherford. Nhưng sau này thì ông Bohr đã bổ sung và ông Bohr đã hoàn thiện thêm. Ông có phát biểu như sau: các electron chuyển động quanh hạt nhân theo từng lớp khác nhau. Lớp electron trong cùng có khối có tối đa 2 electron và các hạt nhân hút mạnh nhất. Lớp electron khác chứa tối đa 8 electron hoặc nhiều hơn. Chúng bị hạt nhân hút yếu hơn. Như vậy là khi gặp câu hỏi này thì chúng ta phải ghi rõ hai nội dung. Một là theo quan điểm của Rutherford và hai là theo quan điểm của Bohr. Hai người này không cùng một lúc nghiên cứu và không cùng một lúc cho ra đáp án, câu trả lời. Nhưng mà quan điểm của hai người bổ sung cho hoàn thiện gọi là mô hình phân nguyên tử Rutherford gạch ngang Bohr, đúng không? Câu 2 có hai nội dung. A, cho biết các thông số sau qua cái ô nguyên tố này. B, vẽ cấu tạo một nguyên tử oxygen. Chúng ta đã học về các thông số khi nhìn vào ô nguyên tố thì chúng ta có câu trả lời sau. A, các thông số khi nhìn vào ô nguyên tố trên là một tên oxygen, hai ký hiệu O, ba số thứ tự hay bằng số hiệu nguyên tử. Ở đây cô viết tắt nhưng trong bài kiểm tra chúng ta không được viết tắt đâu nhé. Bằng số P được viết tắt, bằng số E được viết tắt, bằng 8. 4 là khối lượng nguyên tử là 16. Chúng ta nhìn ở trong cái ô này là chúng ta sẽ nhìn được hết các cái thông số này, đúng không? Như là nội dung chúng ta đã học rồi. B là vẽ cấu tạo. Muốn vẽ được cấu tạo thì chúng ta phải phân tích được xem nó có mấy lớp. Thì ở đây rất đơn giản là nó có 8 electron. Vì vậy cho nên là lớp 1 sẽ có 2 electron, lớp 2 có 6 electron. Nhớ cách trình bày các em nhé. Vẽ cấu tạo, chúng ta phải trả lời luôn cái logic của nó là O có P bằng E bằng 8 và có 2 lớp. Lớp 1 có 2 electron, lớp 2 có 6 electron. Và chúng ta sẽ vẽ cái hình như sau. Dấu cộng 8 ở giữa, đây là thể hiện là hạt nhân có 8 proton. Electron ở chu kỳ ở lớp số 1 là có 2 electron và ra ngoài là lớp số 2 có 6 electron. Như vậy là cô đã hoàn thành cùng với các em để đi đến cái nội dung gọi là câu trả lời của một cái đề kiểm tra mẫu, thời gian chỉ có 20 phút. Mong rằng các em sẽ học tập tốt và làm bài kiểm tra được tốt. Cô trân trọng cảm ơn các em. Nhớ like kênh và chia sẻ giúp cô. Cô xin chân thành cảm ơn. Có ý kiến gì các em cần đóng góp hoặc muốn cô trình bày nội dung nào thì các em có thể comment. Cô xin chân thành cảm ơn các em.